đây chính là nguyên nhân vì sao gia tộc đóng tại biên giới phía tây qua các đời sao. ngài ấy tổng kết được quy luật thế này bằng cách nào? lịch sử của tộc tinh linh chúng ta cũng không có ghi chép thế này. các bộ lạc có pháp sư thì tạm ổn, có thể thay đổi chút thời tiết. bộ lạc không có các pháp sư chỉ có hai lựa chọn, phần lớn vì môi trường khốc liệt, lựa chọn đầu quân cho tà thần xuống phía nam cướp bóc, số ít lựa chọn theo con đường thành lính đánh thuê hoặc bị con người lợi dụng đánh thú nhân. vậy hiền giả đại nhân có cách nào có thể ngăn cản được bọn họ cướp bóc không? cách? ó ừ nữ tu ngực lớn không não có phải khi các nước ở giữa thế mạnh bọn họ giỏi ca mùa hát khi các nước ở giữa yếu thế bọn họ chính là kẻ cướp bóc đáng sợ chỉ cần các nước ở giữa đủ mạnh dị tục sẽ không dám bước qua bức tường tín ngưỡng mấy trăm năm trước có phải rất ít việc cướp bóc kiểu này không đáng tiếc hiện giờ đất đai thôn tính nghiêm trọng các giáo các nước suy yếu tà ác và dị tộc có được thời cơ quả thật là vậy đương nhiên thật ra còn có một cách đó chính là giải phóng nâng cao sức sinh sản Đại nhân. Xin nói cho tôi làm sao ngăn cản thú nhân xâm nhập, như vậy tôi cũng có thể cứu được biên giới phía tây. Hừ, vì một câu trả lời mà nhảy bổ vào, thấp hèn. Tôi tới thành phố chủ yếu là muốn nhắc nhở cậu tôi thú nhân đã đột phá biên giới, bảo cậu chuẩn bị sẵn sàng cảnh giới, nếu có thể ngăn cản thú nhân xâm nhập, việc đó có thể cứu được ngàn vạn người. Không làm được. Con người sẽ không bằng lòng giúp dị tộc nâng cao khả năng sinh sản, không chỉ dị tộc đến cùng tộc của mình cũng không muốn giúp những pháp sư ở trên cao đó rõ ràng khua tay là có thể hô mưa gọi gió thay đổi khí hậu các thầy tu cũng có thể giúp thực vật sinh trưởng lại chỉ quan tâm rừng xanh không chịu ra khỏi núi thậm chí phát triển ra kỹ thuật tinh thể ma năng dùng riêng cho chiến tranh và quý tộc những thứ này rõ ràng có thể phục vụ cho nông nghiệp để nông dân sống tốt hơn ví dụ như máy gặt ma tinh pháp sư phát triển pháp đổ mưa thầy tu chế tạo phân bón hơn nữa tôi nghe nói tộc tinh linh còn có cây sinh mệnh có thể nuôi dưỡng vạn vật nếu tôi là cây sinh mệnh tôi cũng sẽ giúp người dân tầng trung tầng thấp thậm chí dị tộc giải quyết nguy cơ lương thực tất cả những việc này đều vì họ cho rằng nông dân thấp kém không đáng để họ ra tay cộng thêm thôn tính đất đai thực lực các nước đều dần dần giảm sút cây thế giới hắn vừa nói bản thân là cây thế giới đúng không quả nhiên hắn là hạt giống của cây thế giới sau khi trưởng thành chính là cây thế giới không sai được đại nhân xin ngài cứu cây thế giới đi mà ấy ấy chuyện gì vậy ban đầu không phải nói là tìm hạt giống sao sao bắt đầu thành cứu cây rồi mình trông giống phân bón lắm à hừ không phải bản thân cũng vậy sao thống nhất các tộc người giỏi dùng để nghiên cứu nâng cao kỹ thuật tăng khả năng sinh sản phục vụ người dân vì vùng đại lục này còn lâu mới đạt tới dân số giới hạn chỉ cần nâng cao khả năng sinh sản dân số ít nhất có thể đạt tới 20 tỷ trở lên cũng tức là vùng lục địa này trước khi nâng cao khả năng sinh sản tới dân số giới hạn đông nghịt ít nhất có khoảng 000 năm hòa bình đương nhiên tất cả đều xây dựng trong tình huống không có chiến tranh, tà thần và các thần đều không can dự vào. Các nước ở đại lục này cứ khoảng 10 năm đều sẽ phát động chiến tranh, nghìn, nghìn năm hòa bình. Đây, đây là nguyện vọng lý tưởng tốt đẹp hùng vĩ tới mức nào. Tôi muốn nhìn thấy ngày đó tới. Hiền giả đại nhân, tôi nguyện ý dốc hết thể xác lẫn tâm hồn để hầu hạ ngài. Tôi muốn chứng kiến quốc gia hòa bình ngàn năm đó tới. Ấy, hệ thống thông báo, nữ tu Teresa đã trở thành người của bạn. Quả thật, nếu hắn là hạt giống của cây thế giới, sống nghìn năm đúng ra là rất dễ dàng, hơn nữa cây thế giới có thể dễ dàng khiến cả một chủng tộc phi thăng. Hóa ra cách hòa bình là như vậy, đáng tiếc thời gian ngắn ngủi, không cách nào thực hiện. Đây chính là anh hùng sao, đột nhiên mình đã hiểu được nữ tu đôi chút. Thật muốn theo anh hùng thế này đi thực hiện giấc mơ như vậy. Nhưng mình vẫn chưa hoàn thành báo thủ, mình phải tới thành Lantis, tìm cậu mượn người, dựa vào năng lực của tà thần hoàn thành việc báo thủ của mình. Thành lớn thứ hai biên giới phía Tây. Vương Thành, bệ hạ, biên giới phía tây cấp báo. Thật là, hốt hoảng như vậy còn ra thể thống gì, người trước mặt ngươi là quốc vương sao Paulo kết đệ tam. Được rồi, em trai không cần làm khó lính truyền lệnh. Bọn họ đều là những người được việc dốc sức vì nước, truyền lên đi. Cái gì? Đại công tước biên giới phía tây tử chiến, thủ đô công quốc cũng bị hiến tế, thú nhân thắng tới cướp bóc biên giới phía tây. Cái gì? Thế, thế này phải làm sao? ngươi lập tức dẫn theo đoàn kỵ sĩ bình minh tiến tới biên giới phía tây đánh đuổi thú nhân vâng vâng thưa anh chết tiệt lại đúng vào lúc này phụ vương thân vương dẫn quân xuất trinh không được thích hợp lắm nhỉ con của cha đây là việc không thể làm khác hiện giờ vương quốc loạn trong giặc ngoài chính là lúc thiếu nhân tài chú ấy ít nhất cũng là người của tông thất chúng ta em trai cha bệ hạ vị dũng sĩ này mang tới đầu của thú á long được treo thưởng quốc vương bệ hạ tôi tới lĩnh thưởng Cảm ơn vị dũng sĩ này xử lý thú á long nguy hại một phương cho vương quốc. Trời ơi, dũng sĩ diệt rồng. Tận trung vì vương quốc. Phụ vương, người đâu thiếu nhân tài, không phải chính là đây sao? Vị dũng sĩ này trông rất lợi hại. Ha ha ha, cũng đúng, vương quốc ta quả thật nhiều nhân tài. Hơn nữa tuổi trẻ thật tốt. He he. Vị dũng sĩ diệt rồng này, vậy cậu muốn thưởng gì, chỉ cần là việc ta có thể làm được, đều có thể thỏa mãn cậu. Tôi muốn, ngài. Hi hi. Tôi muốn ngài, quốc vương bệ hạ. Hả, ta. Quốc vương bệ hạ, bộ dâu dày của ngài vô cùng quyến rũ, hấp dẫn tôi vô cùng. Tôi biết tôi không thể xin ở bên ngài lâu, vậy để tôi cùng ngài trải qua một đêm xuân. Cút cho ta. Và đây là nội dung chuyện phát sóng trực tiếp, ta quét ngang dị giới, chương 20. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn hãy để lại bình luận của mình phía bên dưới và đừng quên để lại một like một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của mình